Hello anh em, chào anh em quay trở lại kênh của mình nha. Thì ngày hôm nay là ngày thứ tư, tuần đầu tiên từ khi ra mắt con chó đỏ Akenu. Thời gian thấm thoát thôi đưa anh em ơi, 4 ngày liên tiếp rồi anh em ha. Thì hiện giờ thì anh em cũng đang nắm giữ cái con Akenu này. Nói chung là có ông là 10 sao, có ông 9 sao, có ông E1 cũng như có ông E2. Sắp tới nữa thì những ông nạp tiền có thể lên E3 hoặc là E4, cái đó là tùy vào cái túi tiền của anh em thôi. Rồi, cái sức mạnh của em nó vẫn rất là tiềm tàng luôn nha anh em. Ngày hôm qua đến giờ mình cũng đã có test cho anh em xem rồi đấy. Đó, nên là tí hồi nữa sẽ đánh thêm một vài trận để test thêm ha. Rồi, đặc biệt ngày hôm nay chúng ta sẽ có một cái cốt chung anh em ha. Tuần đầu tiên ra mắt cái con tướng mới Akenu. Sau đó thì chúng ta sẽ cùng chơi sự kiện nha anh em. Chơi sự kiện tuần luôn, kể cả là thám hiểm quanh bit nè anh em. Bởi vì tuần này á, lỡ xả 600-700 thùng ở bên cái chiêu mộ tướng rồi anh em ơi. Thì khi mà anh em xả như thế này nè anh em, đó thì chúng ta sẽ có thêm bánh lái nè anh em, 36 cái bánh lái, kho đảo kho báu cũng như là cái nón Sengoku nữa. Đây là cái event để chúng ta tích góp và cũng như là lấy tài nguyên cực kỳ ngon luôn nha anh em. Nên xả tuần này nha. Rồi, trước hết á thì anh em vào nhập code chung anh em ơi, lấy thêm thùng bia chứ. Lấy thêm thùng bia chứ anh em. Rồi, code chung tuần đầu tiên ra mắt cái con tướng mới chó đỏ Akenu thì nó sẽ có nội dung đó là WKHM25AC VS6UW. Lậm nha anh em. Trời ơi, chắc chắn là chúng ta sẽ có thêm 10 thùng rồi anh em ơi. Đúng luôn, 10 thùng với lại 200 dép Luffy anh em ơi, với lại 500 kim cương, quá đã luôn. Rồi, mình cũng đã cày xong cái gần xong cái nhiệm vụ của cái tuần này rồi anh em ha. Nhiệm vụ chiến trường được cái thứ cũng đang 4/4 rồi. Đang cày ở cái vòng cuối nữa là xong rồi nha anh em. Rồi, ở dưới này thì chiến trường dưới này cũng đã cày xong rồi nha anh em. Đó, lấy full quà dưới này ha. Hôm nay chúng ta sẽ chơi sự kiện tuần và cũng như là nạp liên anh em ha. Ad này thì đang ở nạp liên ngày thứ ba mấy ông ơi. Hôm nay là tới ngày thứ tư rồi nhưng mà mới có tới ngày thứ ba thôi. Bởi vì sao anh em? Bởi vì bị quên ngày đầu. Bị quên ngày đầu nha anh em. Rồi, bây giờ sẽ nạp nhẹ một cái gói ưu đãi nha anh em. Chắc là gói ưu đãi ở bên này đi. Đây anh em, nạp một cái gói này nè. Ưu tiên là mình nạp cái gói có la bàn á, để đẩy nhanh hết cái quá trình kiếm bet là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa, đẩy nhanh luôn cả cái quá trình chúng ta tích cái bánh lá chiêu mộ anh em. Bởi vì ở bên quay thú cưng này là nó có bánh lá chiêu mộ anh em ha. Nên là đẩy nhanh cái quá trình tích cái bánh lá chiêu mộ này để kiếm một cái bảo vật ở cái móc 300 của cái bánh lá chiêu mộ. Tuần này cũng đã mở bánh lá chiêu mộ mà anh em. Thì mình nghĩ anh em nông dân hoặc là những ông nạp tiền nên tích lại 300 cái bánh lái để chúng ta lấy luôn cái bảo vật anh em. Chứ mỗi lần anh ra tướng mới á, anh em xả tầm cỡ chừng, anh em tích cỡ chừng 20-30 cái rồi anh em xả một lần luôn, nó phí lắm anh em ơi. Rất là nhiều bạn như vậy, bởi vì nhiều ông quay 600 thùng nó đâu có ra tướng đâu anh em. Nên là anh em vào ở trong này, anh em quay chắc chắn 50 lần là sẽ được chó đỏ nè. Cái này là tùy vào nhân phẩm của anh em thôi. Thì nói chung là cái này là bên này là có bảo hiểm anh em ha. Nên là cái số bánh lái của anh em tích bữa giờ là anh em đẩy một phát đi luôn anh em ơi. Nên rất là phí ha. Rồi, mình cũng đã quay xong luôn cả cái chiêu bộ đặc biệt 700 thùng luôn nha anh em ha. Quay nói chung là lố luôn anh em, nhưng mà nó vẫn không ra Akenu, phải nạp tiền vô mới có được một con. Rồi, chiêu mộ đã hay tặc chưa chơi nè anh em, tí hồi nữa thiếu đủ để chơi luôn nha. Su vòng quay thì cũng đã quay mát luôn rồi. Chưa mát nữa hả ta? Còn được một xíu nữa anh em ơi. Ok, đợi mình tí để mình quay cho nó mát cái này luôn nha anh em. Bởi vì su vòng quay đợt này là có thêm mảnh vẽ Vega Bin với lại thêm đua top ở bên này nữa nè anh em. Đua top bên này nè, nên là sẽ bắt buộc phải quay cho trụ hàng mảnh thân 34. Quay luôn nha anh em, đợi xíu nha, quay cho nó mát luôn nha. Đấy, xả xong 4/4 vòng rồi anh em ha. Thì xả bên chiêu mộ đặc biệt là được bao nhiêu ta? 36, còn xả thêm ở bên cái xu vòng quay anh em là hình như là được 4 vòng, 4 cái bánh lái mỗi vòng anh em ha, là 4/4 16. 30, ui tính ra dư luôn nhờ. Tính ra dư luôn em ơi. Thôi kệ nó, nhận quà luôn nha. Rồi anh em, trời ơi, 23 cái nón Sengoku, 20 cái bản vẽ Vega Bin, 1.300 kim cương, 40 cái đảo kho báu anh em ha. Cái này là kinh nghiệm VIP hồi nãy mình mới nạp đó anh em. Để lấy thêm quà. Hay trà đây anh em, 16 cái bánh lái thuyền trưởng. Tính ra là dư 2 cái luôn anh em, dư 2 cái bánh lái luôn ấy. Rồi, lấy luôn quà nạp liên anh em ha. Có cả rương may mắn của một bé chó đỏ. Trời ơi. Một bé chó đỏ. Cái móc này là móc 3.000 kinh nghiệm VIP nha anh em, 3.000 kinh nghiệm VIP. Rồi, lấy được thêm ít quà nữa nha mấy ông. Đây, cho anh em xem luôn nè. 3.000 kinh nghiệm VIP là chúng ta được thêm một bé chó đỏ nha anh em. Đâu, tích lũy kinh nghiệm VIP đây.
dư luôn nha anh em, dư luôn đấy. Thôi tới đây rồi gọi là ok rồi, còn nạp liên tầm có chừng 4 cái nữa thôi, 3 cái nữa thôi là xong rồi anh em ha. Rồi vô mở rương của chó đỏ đã, từ từ để vô chơi event tiếp ở trong này luôn anh em ơi, sự kiện nè. À quên, coi cái bánh lái coi còn bao nhiêu anh em. Nhiều quà về nhiều quá quán luôn anh em ơi. Rồi bánh lái được này hình như là 52 cái thì phải, đúng luôn ạ. Trời ơi, đáng lẽ là anh em quay cỡ chừng thôi, cỡ lỡ rồi quay hết luôn đi. Bởi vì sao anh em? Bởi vì tuần này có đua top chiêu mộ cái su. À su vòng quay. Nên là đợt này thì anh em nào mà đang đua top để mà lấy thêm cái mảnh vẽ Vegapunk á, lấy thêm A and Sabo á anh em, thì anh em chơi. À ok anh em ha. Ây chà, tính ra là 20 bản vẽ Vegapunk thì chúng ta chỉ được có nửa con anh em nhờ. 40 mảnh vẽ mới được một copy của con A and Sabo. Hiện giờ A and Sabo nói chung là cũng đang còn chơi khá ok nha anh em. Tuy nó ra lâu rồi nhưng mà đây là một con tướng siêu anh em ha. Ông nào có điều kiện lên E5 thì có thể gắn vô. E5 là chơi ổn rồi nha anh em ha. Chứ E2, E3 nói chung là đánh nó cũng còn hơi đuối. Đó, khi nào mà có Goma đồ các thứ anh em đánh nó mới ổn được. Rồi đi bên này lấy cái L2 nha anh em. Mình đang hơi thọt L2 nên là sẽ lấy L2. Còn L1 thì anh em nên đổi ở các yêu bình khác thôi anh em ơi. Bên này thì ưu tiên lấy L2 trước. Bởi vì dù sao L2 thì nó cũng mắc hơn cái L1 mà anh em. Rồi hai cái này thì đi ở bên cái đảo rực rỡ thôi chứ sao giờ anh em. Bên này coi, ủa 60 hả? Ok xong rồi hai năm ha. Rồi lấy luôn cả cái quà của bên đảo bóng đêm nha anh em. Đã được thêm 5 cái la bàn nữa, L2 nè, kim loại hiếm nè, thùng bia nè. Đó, ổn áp nha. Rồi vô trong sự kiện tuần chơi tiếp luôn nha anh em. Ở trong này còn nhiều thứ để chơi lắm. Chiến trường thì còn một vòng chưa chơi nè, tối nay cày cho nó xong luôn ha. Xuống vòng quay Mad Bin, chiêu mộ đại hải tặc không chơi nha anh em. Bởi vì sao? Đủ cái bánh lái rồi, đủ bánh lái thuyền trưởng này không chơi nữa anh em ơi. Tới đây thôi là ok rồi. Qua tuần sau nó có đua top chiêu mộ đại hải tặc á, thì chúng ta xả chúng ta đua. À tuần này thì xả xu vòng quay anh em ha. À đây anh em, cửa hàng hồn hải tặc nên đổi ở trong này. À hình như là nó cho bao nhiêu ta, mát bên là bao nhiêu anh em nhờ, 100 lượt đổi. Đó là lấy ưu tiên lấy thùng ở trong này nha anh em, 100 lượt đổi ha, được 100 thùng. Ôi mắc quá ta, thùng bia nha anh em, 100 thùng bia trong này. Rồi thuốc khoáng đổi thì anh em ưu tiên đổi lính chì, hoặc là để mình coi lính chì mình dư cũng còn khá là nhiều. Thôi đổi lính chì luôn đi anh em. Rồi hai lính chì thôi nha anh em. Là lễ hội trang bị tuần này nó không có tiêu kim cương nên là anh em đổi thì phải cân nhắc nha. Shop kim cương thì anh em ưu tiên mua cái xu vòng quay, cái này thì hồi đợt có thông báo cho anh em rồi ấy. Ưu tiên mua cái xu vòng quay ha. Ôi trời, cái gì dữ vậy ta. Bên này nó cho đổi hình như là 50. Đúng rồi nè, 50 cái là 400 xu. À 400 xu anh em ha, đổi xong rồi đấy. Anh em có thể đổi thêm, thôi mua cái đó được rồi anh em ơi. Tốn kim cương lắm. Nạp liên thì cái này dành cho những ông nào nạp tiền không nói rồi nè. Shop Vegapunk mà đang có là 179 cái, có thể mua được 3 con A and Sabo chắc cũng được á ha. Rồi, chiến trường cũng đã chơi xong rồi, tí hồi nữa sẽ xả kim tự tháp nha anh em. 56 cái nón Sengoku, wow. Rồi, shop rơi ải, giáp Luffy. Ưu tiên đổi 5 cái bánh lái chiêu mộ bên này nha anh em. 5 cái bánh lái chiêu mộ bên này tương đương với lại gần hình như là gần một vòng của bên bet ấy. Rồi đang còn 6.000 cái dép Luffy, đổi luôn cả cái rương của con Akanu luôn nè em ơi. 5 rương ấy cha, đổi được nữa không ta, 2 rương nữa nè em ơi. Đổi hết trời ơi, tí mở cho anh em xem, biết đâu bất ngờ được thêm một bé Akanu chó đỏ nữa sao anh em nhờ. Thức tỉnh này thì hôm qua cũng đã lấy quà rồi ha, chi nã đợt này thì khá là cùi nên là không biết chơi. Rồi qua chơi kim tự tháp anh em ơi. Thì như anh em cũng đã biết thì tướng hệ thường của mình với lại tướng hệ hiếm hầu như tụi nó cũng đã mát binh hết rồi ha, nên là đợt này chắc là kiếm thêm mecha ranky đồ này nọ thôi. À để mình coi bảo vật hệ bảo vật bên này là nó cho rồi, để coi bình thường anh em, bảo vật bên này không có gì ngon cả ha, chủ yếu là lấy tướng hệ thường với lại hệ hiếm thôi anh em. Hệ hiếm thì đợt này nó có con Big Mom tân niên anh em, ông nào mà chưa có thể đổi bên này. Mình thì mình lên E5 rồi anh em ha, nên là không có săn đợt này nữa. Biết vậy từ từ lên E5 anh em ơi. Bây giờ ngồi gọi là phí, xả tài nguyên phí luôn á. Hiyori thì ông nào mà có thể lấy thêm bên này nữa anh em ha. Mình thì chắc săn con Hiyori đi, chứ Big Mom tân niên thì nói chung là lên E5 rồi. Săn thêm Hiyori đi, bởi vì Hiyori hoặc là con Mecha Ranky anh em ha. Bởi vì chúng ta có thể bỏ qua đến hai đội hình đó anh em.
Nên là Hiyori sau anh em lên được thêm một con E5 nữa thì lại càng tốt. Ôi ôi, không ra nổi luôn, suy ra nè. À, Mecha Ranky đổi một bé anh em ha, đổi một con đi. Mecha Ranky này á, thì nói chung là ạc này thì nó chưa có mát E5 anh em ơi. Nên là đổi lên được bao nhiêu con thì lên ha. Ây cha, không thấy được con Hiyori hay là con Mecha Ranky nữa anh em ơi. Jimbe nè. Đây, Mecha Ranky nữa nè, đổi. Sao tàn Mecha Ranky không dạy Hiyori đâu. RPG thì mình cũng đã E5 luôn rồi anh em ha, nên là cũng không có đổi thêm. Hay chà, cái nón ở bên này kiếm nói chung là cũng hơi cực anh em ha. Quan trọng nhất là anh em nhân phẩm của anh em cao á thì anh em mở ra được mấy con tướng xịn. Trời, ba con Mecha Ranky luôn nè. Thôi qua bên Big Mom đi. Ờ, đang còn có 20 đang còn có 41 cái đảo à. Kiếm Big Mom bên này hơi chua anh em à. Ồ, Akanu này, Akanu V1 cho anh em chứ không phải là Akanu mới đâu. Trời, Big Mom nè. Hay chà, có nên đổi nữa không anh em nhờ? Biết vậy đừng từ từ lên Big Mom anh em ha. Từ từ rồi lên E. Mới lên E5 rồi cái thứ xong. Tuần này là cho đổi tướng rồi cái thứ ngon ghê luôn á. Qua tuần sau như là con Big Mom này nó mở thông thạo anh em ha. Qua tuần sau như là em nó mở thông thạo đó. Nên là anh em chuẩn bị tinh thần để cày Big Mom nha anh em. Nó đã vào L2 là hồi tuần trước rồi, khá là ngon. Rồi ok, cũng đã chơi xong event đó nha. À, bây giờ sẽ vô trong túi đi. Mở mấy cái rương của con Akanu. À, đâu rồi ta? Đây là 4 con mua food 10 sao mở ra luôn đi. Xài cái gì thì xài nha. 15 rương, wow. Được anh em ơi, 15 rương của Akanu cũng ổn nha. Bây giờ mình sẽ mở mỗi lần 5 rương đi anh em ơi. Mỗi lần 5 rương đi cho nó kịch tính ha. Ui, 300 xu nữa nè. Phải cả trưởng cơ. Trong này thì có tỷ lệ ra thêm Akanu nữa nha anh em, 300 xu. Ui, 200 xu nữa. Ui, xu nhiều dữ vậy. Nó lên 6.001 xu rồi. Nó lên 6.001 xu rồi. Ở trong này thì có tỷ lệ ra thêm Akanu nè, rồi thùng bia, xu và cũng như là cốc bia anh em hả? Rồi, pha này mở lõ rồi. Ôi ôi, tính ra mở tới vài trăm xu luôn em. À, mở phút tướng đi, 7 rương phút tướng. Ê, nhân phẩm nè, được một rương lính trì 10 sao. Đỡ ghiền, đỡ ghiền. À, được một con lính trì 6 sao anh em ha. Mở hết cái đống tài nguyên ở trong này cho anh em xem luôn đi. À, cái bảo vật tùy chọn thì anh em nên chọn cho cái con tướng mới Akanu á anh em, cái khuyên kim sa anh em. Nó cộng tới 32% máu, khá là cao luôn anh em ha. Có cả giảm thương được các thứ ha. Nên là anh em ráng cố gắng. L1 thì đang rơi vào khoảng 53 cái. L2 hồi đợt xả Big Mom anh em, nên là rớt xuống còn 38 cái. À, thùng bia là đang còn 3.000 mấy. À, L1 vô mở thêm Akanu anh em ơi. Hay cha, Nami Wano, cho em thêm một bé Akanu đi ạ. À, đây 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 đây, cái này cũng có tỷ lệ ra nha anh em. Cái đại mảnh đại hải tặc 15% á. Không ra nổi anh em ơi, bữa giờ mở chả ra nổi tướng mới luôn á. Từ khi mà có con Bolly lịch ra anh em, không mở nổi. Ôi ôi, Karina thua anh em ơi. Á, à, ở đây một bé nữa nè. Con này là hồi nãy là tích nạp 3.000 kinh nghiệm VIP anh em ha. Rồi ok, tuần này là coi như là event tuần rồi, hầu như cũng đã xong rồi anh em ha. Tuần này không có xả xúc sắc anh em nha. Tuần này xả thì xả, thôi khỏi xả luôn đi. Và nói chung là cũng khá là bình thường, không có gì mới cả anh em ơi. Rồi ok, tạm ổn nha. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đi BK nhẹ nhẹ test thêm sức mạnh con Akanu anh em ha. Hôm qua mình có đánh đấm nói chung là cũng khá là ok rồi. Ngày hôm nay để coi coi sức mạnh tiềm tàng của em ấy như thế nào nữa nha anh em. Wow, ở bên kia có Big Mom tân niên. Wow, team bên kia chuẩn bài quá anh em ơi. Team bên kia có cả là con Bolly Lid nữa. Đánh với lại mấy ông này là sai lầm lớn của tôi rồi. Akanu rồi các thứ nữa kìa. Ấy cha, tại sao team mình bị đóng băng AOE anh em? Bởi vì con Jimbe để lên hàng đầu á, nó bị cái hoa vũ. À, nên là không có búp được là cái gì và cũng như là hút được đam cho team cả nha anh em. Đây cho anh em xem con Big Mom tân niên gọi là mát ở bên team của bạn anh em ơi, team bạn nha. Bên kia vẫn chơi, chưa chơi chó đỏ nha anh em, chưa chơi Akanu. Chỉ có mình là mới vác con E1 vô để đi BK test sức mạnh thôi anh em ơi. Úi ôi, con này nó mạnh quá anh em ơi, đánh không lại mà ơi. Chọn ai cũng chọn, chọn ngay thằng là build cái team chuẩn. Đánh không lại, ok lại nha. Đây, a à, Big Mom tân niên ở bên kia mới có E3 anh em ơi. Được, em được nha. E2 chứ anh em, đúng không? Tầm đó E2. Đây, một nộ nè.
chưa có tầng Homie nữa là sẽ nộ một cái thôi nha anh em. Nộ một cái thôi. Đợi con Akanu mình búp cái khiên phản đam anh em ơi. Rồi ok, từ khi mà đây khiên phản đam đây mấy ông. À, từ khi mà con Akanu nó ra anh em, VV bớt ghi bay màu hết anh em ơi. Nó xóa hết mấy cái khiên mà lấy gì không bay màu anh em. Đó, ui ôi ôi. Tội nghiệp không? Bitmon bên kia đang hai tầng Homie anh em ơi, nhưng mà nó để số 2 hơi ngược anh em ha. Nó để số 2 này bị ngược rồi. Là hành động tới tầng 3 lần. Team mình thì không có ai hẹo á, nên là Bitmon nó chỉ đánh có một lần thôi. Bitmon nó né skill tốt ghê anh em ơi. Đang có cái bức hoại nữa đúng không? Rồi 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 rồi, Bitmon này là chỉ có Bitmon kia đánh được thôi. Đang có bức hoại mà anh em, đánh đâu có xuyên đâu. Này thì bức hoại. Ôi, Bitmon nó đánh xuyên bức tử đã quá anh em ơi. Đó, một gõ thôi, cái đó đánh thường nha anh em, đánh thường của Bitmon đấy, xuyên cả bức hoại luôn. Bức hoại bên kia hồi nãy hình như là được lùn Nika búp cho nó thì phải đó. Được lùn Nika búp, tóc bên kia cao quá anh em ơi. Jimbe thôi, tóc nó cũng cao hơn team mình nữa ha. Album là chắc cũng cao lắm rồi. May quá. Tính ra con Hiyori nó xóa được cái câm lặng của con Jimbe với lại cái hoa vũ của con Hiyori, của con Bolilin. Nhưng mà cái đóng băng anh em nó không xóa, nó chưa có xóa được. Bởi vì con Akanu của mình anh em thấy còn bị đóng băng không? Do dính, ơi bên kia không có Akanu nha. Do dính một lần hai cái hiệu ứng đó anh em, nên là nó xóa một trong hai thôi. Phản kích. Cái đánh thường Akanu mới gây được khiêu khích nha anh em, nhưng mà Akanu đánh thường ít lắm. Mong sao là nó nộ thôi. À, trời đóng băng nữa. Đóng băng câm lặng tè lè hết kìa phải không? Thôi xong rồi. Ấy à, trời ơi. Bitmon mình đang có hai tầng Homie rồi, chuẩn bị trả thù nha anh em. Chuẩn bị trả thù pha này. Ấy cha, đau. My god, ôi, hồi sinh một lúc tới tận mấy con liền luôn kìa anh em ơi. May mà có cái quả Hiyori anh em, không là hẹo rồi. Rồi, ui nổ hai lần liên tục. Xong con Kaido rồi. Xong con Kaido rồi, ôi thôi xong rồi. Bên nó hồi sinh nha anh em. Quên, Bitmon nó chỉ đánh xuyên bất tử thôi. Chứ hồi sinh thì tụi nó chỉ có con Budin. Bộ con Budin nó bị phản đam hẹo kìa anh em. Chỉ có Budin là mới đánh được xuyên, mới đánh được là cắm hồi sinh thôi anh em. Hồi nãy anh em thấy con Budin mình không anh em? Nó đấm một cái tự động lăn ra nó hẹo luôn anh em. Trời ơi. Cái hồi sinh này nó bị lỗi. Mỗi lần mà hồi sinh đó anh em bị phản đam á, thì nó sẽ hẹo ngay chỗ nó bị hẹo luôn em. Anh em để ý không? Đây anh em, con Budin của mình đứng ngay chỗ ngay giữa trận luôn nè. Là cái chỗ đó là nó bị hẹo á, xong rồi là được nhận cái hồi sinh của Hiyori á anh em. Ồ quên nha. Nên là nó sẽ đứng ngay cái chỗ đó luôn anh em, nó không có về vị trí cũ. Ảo ma thế nhờ. Ơi Mecha Ranky E5 nè. Con này mà đi với lại Akanu là khiêu khích mắt binh luôn anh em. Rồi, AQG tóc cao nha, nhưng mà bị Jimbe hút hết rồi anh em ơi. Phá nộ luôn, phá cả cái giảm nộ của team luôn anh em. Jimbe mà không có ở đây anh em là AQG làm bố luôn á. Meta là bố luôn anh em, bởi vì cái đóng băng của nó đâu có kháng được anh em. Đóng băng AQG đâu có kháng được. Rồi một tán gà bay màu Mecha Ranky luôn rồi kìa. Rồi. Ui cha, may quá, cái quả đó là con chó đỏ này nó không có hồi máu, nó không có hồi nộ được nha anh em. Rồi đóng băng luôn. Đường đường á là một thủy sư đô đốc và là mang cái trái ác quỷ có dung nham đồ các thứ, nhưng mà vẫn bị đóng băng nha anh em. Tính ra là cái kèo solo giữa Akanu với lại con AQG Kuzan anh em, thì nói chung là kèo này thì phần thắng nghiêng về chó đỏ Akanu. À nên là Akanu nó sẽ mạnh hơn AQG anh em ha. Nhưng mà khắc chế thì nói chung là vẫn chưa thấy khắc chế gì cả. Đấy rồi, trời ơi chặt kìa, trời ơi chặt. Bitmon đang là một cái hiện tượng nha anh em coi nó chặt liên hồi. Chặt là cũng có xuyên, cái đó là đánh thường đó anh em. Cũng có xuyên luôn cả cái bức tử nha. Đó, Lunica, Kaido, đồ các thứ nó chặt cho một nhát một là đi liền anh em. Thấy ghê chưa, thấy bà mẹ lớn mình ớn vô anh em. Nhưng mà nãy giờ hơi thất vọng về Akanu một xíu bởi vì em nó không có nộ được đây. Nộ được mới có cái khiên phản đam anh em ha. Được cái thì nó búp cho team cái nội tại là kháng mấy cái xuyên
mấy cái xuyên gì chí mạng rồi cái thứ anh em, mấy cái chí mạng rồi đó, xuyên thủ rồi đó, kháng mấy cái đó cũng ngon. Oh yeah, được một tầng hammy của Simba cũng ok. Rồi bye bye lớp khiên của VV nha. À quên, ở bên kia nó mới được búp à anh em ơi, nên là đánh vào con người con Simba. Rồi team mình đang có bức tử nha anh em, team mình đang có cái phản đam chứ. Trời ơi, mém nữa là hẹo luôn. Ô cái phản đam này nó không có tính cái khiên hả ta? Cái phản đam này nó không có tính cái khiên của con VV hay sao đó, mà con Brock ở bên kia nó là nó không bị mất khiên nhưng mà nó vẫn bị mất máu anh em. Khiên này là xuyên giáp ảo hả ta? Ui da, đau. Rồi Big Mom lên tiếng đi, ở bên kia nó bất tử nhiều quá rồi kìa. Chị ơi, 3 tầng homie, 1, 2, 3. Ô, ủa, nổ đâu? Rồi, dính cái quả câm lặng của Simba rồi, chán ghê chưa? Ây da. Không sao, không sao, để Hiyori lo được anh em ơi. Con Simba tính ra nó câu tờ, Big Mom khó chịu quá anh em hả? Con Hiyori này nó búp cho team ghê quá, hồi sinh liên tục nha anh em, biết còn hồi sinh không nữa. Nè nè nè, ôi trời ơi quái vật. Nó chặt kìa. Cái này là nãy giờ Big Mom nó toàn là đánh thường không nha anh em, đánh thường không à, mà nó search down được một vài vị trí khá là quan trọng của kẻ địch luôn anh em. À, cho dù bất tử hay gì đó là lụm hết. Ôi con Big Mom này tính ra là còn vài trường hợp khá là quá anh em nhờ. Đây beta mới của mình đánh với lại beta cũ nha anh em. Trời, từ bên kia tóc cao quá vậy. Hầu như team mình là không có còn chơi tóc nữa anh em ha. Đang chuyển qua máu với lại công hết rồi. Hồi đó còn chơi con con Sira đó thì đẩy mắt tóc, nhưng bây giờ thì hết rồi anh em ơi, hết đẩy mắt tóc rồi. Ui da, đau. Rồi Kaido trả đam lại mấy bé nè, dính vô trong người Simba, bay màu Simba rồi. Akainu pha này búp được cái lớp giáp và cho team khá ok, giáp phản đam nha nè. Nhưng mà giáp phản đam thằng Lunika nó không phản nhiều đâu, nó phản ít lắm. Chỗ đàm một cái Akainu muốn quéo luôn kìa mấy ông. Gãy hết hai vị trí, 2 tầng, 3 tầng. Ui da, chỗ nó đạt một cái đi một đứa anh em ơi. May mà có Hiyori. Pha này Big Mom được chơi game ông ta, đang bị dính câm lặng Simba nữa hả? Hoài vậy. Sao anh em ơi, Hiyori nộ xóa câm lặng không ta? Đúng rồi, xóa câm lặng búp nộ búp đam cho team nha, ngon. Đây, ba phát nộ hay không? Một nhát nè. Mới một nhát à, đánh thường nộ. Ok, đúng bài đó anh em. Nó chặt con Kaido mình thấy. Ui, nó lên lại 3 tầng homie nữa rồi nè. Nó lên lại 3 tầng homie nữa rồi anh em. Nộ nè, đánh thường một cái, à, nộ được thêm cái nữa anh em. Trời, đánh thường bị dính câm lặng. À, nổ được thêm cái nữa nè, đúng rồi. Wow, vẫn chưa siêu nhê là mấy. Ây da, ây da, không ổn rồi anh em ơi. Bên kia nó trâu quá, Big Mom chặt nãy giờ chưa hẹo được đứa nào. Thôi xong tôi rồi. Đấy, team mình hết hồi sinh rồi nha anh em, nên là Big Mom cũng sẽ không có nhận được cái tầng homie nào cả nha. Ok. Rồi thôi rồi anh em ơi, bên kia nó mạnh quá. Đó, đánh nãy giờ cũng phải có trận gãy chứ anh em, đâu ra mà win hoài được đúng không? Body lead nè, The King nè. Trong Akano thì tầm này thì vẫn chưa có gánh team được đâu nha anh em. Để test chơi chơi thôi. Chứ chưa, nếu mà nói gánh team là chắc cũng phải lên hơn 100 triệu máu thì may ra em nó mới mạnh được. Hiện giờ em nó cũng còn hơi yếu. Rồi, mới vô xả ngay quả nộ luôn cũng hợp lý đó chứ nhờ. Ôi gần nửa cây máu Kaido rồi kìa. Kaido bên kia chưa có vào Long Thần anh em ha, nên là máu nó còn yếu lắm. Bị câm lặng nữa chứ. Cái câm lặng của con Simba khó chịu quá anh em ơi. Câm lặng hết nguyên cả team mình luôn rồi kìa. Hiyori thì bị đóng băng nên là không có xóa câm lặng được. Khó chịu rồi đây. Long Thần sớm muộn gì cũng phải vào thôi. Ây cha, ây cha. May mà chó đỏ có cái khả năng rồi là bất tử anh em, không là cũng mệt rồi. Nãy giờ chưa búp được cái khiên này cho team hết kìa. Phản kích. Đúng rồi, Big Mom 3 tầng homie chuẩn bị nổ. Đây, một nổ đây. Đánh thường, nổ cái nữa. Ê, hình như Kaido bên kia bay màu rồi anh em ơi.
Kaido bên kia bị Big Mom gõ, ui mà lại ba tầng homie nữa. Ây chà, quỷ lùn đi ra nó đá đau quá anh em ơi, nên là nhảy một lúc là làm tới tầng 3 mục tiêu á. Không có con Brock Wano anh em thì nói chung là nó cũng hơi ẹ một tí, tim nó hơi mỏng một tí anh em ha. Hy vọng sau này cái con Akainu á nó thể hiện tốt một tí để chúng ta thay được Brock vô vị trí của đó. Chứ không à, thay Akainu ra đó nha. Bởi vì slot bây giờ nói chung là cũng phải chăm trước lắm đấy mới cho vô đấy. Cái thằng Kaido gãy rồi. Hết hồi sinh rồi. Thôi rồi Lượm ơi. Thôi rồi Lượm ơi. Ui da yeah. Rồi lại còn ba con. Rồi Big Mom pha này thể hiện đi ạ. À, 3 tầng homie là hành động 4 lần nha anh em. 1 lần đúng không? What the hell. Cái quả nổ cuối cùng Big Mom má ơi ảo vậy. Đánh vậy thì thôi rồi. Rồi Big Mom thì phải nói là bây giờ là khá là mạnh rồi đó mấy ông. Ngon nhờ. Coi lại trận hồi nãy nha anh em. Big Mom nó chém thường mới có nổ một phát đầu thôi, chưa kể là còn 3 lần hành động ở sau nữa anh em. Nó sạc một cái bay hết 4 con. Oh my god. Khó hiểu. À, gần nửa cây máu của Kaido với bộ này em một phát nổ đầu á chứ. Pha này mà tán con Jinbe bay màu là ngon anh em, nhưng mà bút đi mình đam nó còn hơi bé. Lấy công cao nhất thì chắc lấy của Big Mom chứ anh em, 3 triệu 4 triệu mấy công thì phải. 3-4 triệu công rồi đó. Anh em coi lại cái trận hồi nãy anh em ha. Big Mom nó gánh team toàn tập luôn anh em, tưởng thua rồi chứ. Hồi nãy hình như là cũng còn Kaido ở trong trận luôn, còn Kaido. Nhưng mà nó gõ cái đi luôn nè em. Pha này thì team nói chung là cũng hơi lạc lì rồi nè. À, Akainu là lấy cái số lần hồi sinh của team nhiều quá, lấy hồi sinh của team nhiều quá. Cái kho hồi sinh của team là nó rơi vào khoảng đó là 10 lần nha anh em. Đây, đó. Đó. Anh em thấy không? Kaido bay màu nhưng mà được con Brock Wano bên kia hồi sinh nha anh em. Được Brock Wano bên kia hồi sinh nên là nó được hồi sinh lại pha này. Đây pha này mình bị sết đau nè anh em. Đó đó, lấy hết mấy lần hồi sinh luôn. Bên kia nó đang có bức tử nữa chứ. Team mình bóp được một cái khiên phản đam nè, nhưng mà Lunica đâu có sợ đâu anh em. Khiên phản đam này tụi nó lấy hút máu lại mấy lần rồi mấy hồi anh em, hút máu lại. Này thì đó, một đạp Kaido bay màu. Rồi hồi sinh lại Kaido luôn em. Team bên kia hầu như là chưa có chuyện gì xảy ra. Đó, một gõ. Ôi ôi. Quái cái trưởng. Rồi còn 2 đánh 6 anh em ơi. Không. Hẻo hết 2 con đằng sau. Đây anh em coi cái quả này nè. Cái quả này mới là quả chí mạng nè anh em. Đây, một nổ bay màu hết Kaido, bay màu luôn 4 con hàng đầu. Trời ơi, VIP. Ghê chưa anh em. Big Mom hiện giờ đang là một cái thế lực chuẩn bị trồi dậy nha, mạnh nha anh em. À, nên là anh em nào mà đang gọi là ngại build Big Mom thì nên build đi, nó mới fit con Big Mom mạnh lắm. Rồi các anh em ha, thì đó là video ngày hôm nay, thấy hay hãy cho một like giỏi kênh nha anh em, cảm ơn nhiều nha.